không có được đôi chân khỏe mạnh, lành lặn như bao người khác. Nhưng ông Nguyễn Văn Khải không chịu khuất phục trước số phận, không để bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, mà luôn quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ những ngày đầu lập nghiệp, trải qua nhiều công việc, nhưng chàng thanh niên giàu nghị lực Nguyễn Văn Khải lại có cái duyên với nghề bán bánh mì và làm bánh mì. Nhớ lại những năm 1992, với một bên chân tật nguyền, nhưng hàng ngày chàng thanh niên Nguyễn Văn Khải vẫn rong ruổi đạp xe khắp các ngõ phố, bán hết bánh mì mới chịu về nhà nghỉ ngơi. Sau đó khi có nhiều mối khách đặt bánh mì thì ông đã đỡ vất vả hơn. Khi tình yêu kết trái, ông Khải đã lập gia đình với một cô gái cùng đồng cam cộng khổ, sẻ chia với ông, động viên ông vượt qua mọi khó khăn và mặc cảm tự ti. Ngày xưa cũng đã từng phải đi bán bánh mì rồi nên là cũng rất là có duyên với nghề bánh mì này. Cái nghề này là nghề của từ nhà ông cậu nên là học hỏi theo để làm nghề từ năm 94-95 gì đấy, bắt đầu bước vào làm. Cơ duyên nghề bánh mì này là ngày xưa ông cậu nhà này làm bánh mì. Thế là các em nhà đấy làm bánh mì thì mình ở nghĩ là bây giờ chân tay thằng anh chồng nhà mình đi bán bánh mì này thì bây giờ vất vả quá. Nghĩ ở đây thế là bây giờ mình mới tạo dựng lên. Mới để tạo dựng lên thì nó cũng rất là khó khăn. Xong rồi dần dần mình sẽ làm, rồi là mình sẽ yêu nghề và cái tâm của mình nó sẽ có, thì sẽ làm dựng ra. Kể từ đó đến nay, người vợ đảm đang Kiều Thị Thắm đã cùng ông Khải xây dựng lò bánh mì ngày càng phát triển. Bên cạnh tạo việc làm cho chính bản thân mình và những người trong gia đình, lò bánh mì của ông Khải còn tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Ngoài chỗ ăn, chỗ ở miễn phí, trung bình mỗi lao động đều có thu nhập ổn định từ 8 triệu đến 10 triệu đồng một tháng. Em làm đây cũng được 1.5 năm rồi thì thấy làm cho bố thì cũng như là làm cho người nhà bố cũng quan tâm và chỉ bảo cho bọn em từng ít một để bọn em ngày một phát triển hơn. Thì em cảm nhận thấy là bố cũng tốt, cũng tạo mọi điều kiện để cho bọn em có cái thu nhập nó ổn định hơn. Bố Khải ở đây là tốt, vậy là quan tâm thờ nhiều. Làm ở với bố rất thoải mái. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương có thu nhập cao, với tâm niệm một miếng khi đói bằng một gói khi no, những chiếc bánh mì nóng hổi giòn thơm của ông Khải còn giúp đỡ nhiều hội viên Hội Người Khuyết Tật quận Hà Đông và những hoàn cảnh khó khăn khác. Đặc biệt, hàng năm, quận Hà Đông tổ chức kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam, hay trong những chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, hội thảo, tọa đàm cho người khuyết tật với tấm lòng hảo tâm và sự đồng cảm, ông Khải luôn tặng quà cho các hội viên. Bên cạnh đó, ông Khải còn cùng Hội Người Khuyết Tật quận Hà Đông và chính quyền địa phương tham gia nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bằng những việc làm ý nghĩa và tấm lòng chân thành của mình, ông Khải cũng đã truyền năng lượng tích cực cho những người khuyết tật, khích lệ động viên người khuyết tật vượt qua số phận và vươn lên trong cuộc sống, làm giàu cho bản thân và góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương. Anh Khải đã kinh doanh bánh mì và tạo công ăn việc làm cho những hội viên, cho những người lao động rồi, mà mặt khác anh ấy cũng là một người khuyết tật, cho nên là anh ấy rất đồng cảm và anh ấy rất là có cái tấm lòng để hảo tâm. Mỗi khi mà chúng tôi trong quận Hà Đông có tổ chức chương trình kỷ niệm mà những ngày kỷ niệm của ngày người khuyết tật, hoặc là kỷ niệm ngày của phụ nữ, hoặc những buổi tư vấn pháp luật, những buổi tọa đàm chúng tôi có liên hệ, thì hai anh chị lúc nào cũng sẵn lòng để hỗ trợ những chiếc bánh mì thơm ngon để gọi là một bữa trưa mời cho tất cả anh chị em hội viên. Đối với anh Khải là một hội viên của Hội Người Khuyết Tật quận Hà Đông, anh Khải là người có một cái tấm lòng rất là bao dung. Anh Khải đã tạo công ăn việc làm cho những cái đối tượng là người khuyết tật ở trong địa bàn, cũng như là hỗ trợ họ để có thể tự tạo việc làm và có thể là tạo ra thu nhập để nuôi sống bản thân. Cái tấm gương này thì mình cần phải nhân rộng và cần phải học hỏi nhiều hơn. Trải qua muôn vàn khó khăn của chính bản thân, hơn ai hết, ông Khải hiểu rõ nỗi vất vả, buồn tủi của những người khuyết tật. Đó cũng là lúc ông Khải mong muốn sẻ chia, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Vì thế, ông Khải luôn nỗ lực xây dựng lò bánh mì ngày càng phát triển hơn để ngày càng giúp được nhiều số phận kém may mắn. Thành quả mà ông Nguyễn Văn Khải đạt được ngày hôm nay đã thể hiện sự cố gắng không ngừng của người khuyết tật, tàn nhưng không phế, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương tiêu biểu của người khuyết tật, đóng góp vào sự phát triển của địa phương trong nhiều năm qua.